Chào quý vị các bạn nhé, đây là cái tủ lạnh hôm trước tôi đã hoàn lại Funiki. Cái này thì hiện tượng của nó là nó bị đấy, hôm trước bị xi này, bị đây này, tôi lấy nó bị thùng giòn nhá, cho cạy thùng giòn cho nên tôi hoàn được hoàn và bơm ga vào rồi. Tôi vặn cái này ra nhé, cái này tôi vặn đinh vào rồi. Đây mũi hoàn của nó hai mũi đây, hai mũi bị thủng đây đấy, và hoàn lại và bơm lại ga. Nguyên nhân của nó thì hôm trước là bị cãi nhá, cãi cho nên chủ nhà cãi cho nên bị thủng gian nhá. Hôm nay mới dùng cái loại thiết loại đặc biệt, nói chung thiết loại xịn hơn so với cái loại thì loại 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 cái hàn nhôm kia, cho nên nguyên nhân của nó bị trượt. Hôm trước là nó bị trượt, bây giờ hôm nay có loại đây, tôi hàn hàn vào và có thuốc của nó, thuốc riêng nhá, thuốc của nó thuốc ướt chảy ra không được nhá, bây giờ nó có thuốc thuốc và que hàn khác, que hàn chịu nhiệt cao hơn mới hàn được đấy nhá. Thì hôm nay tôi ở đằng sau để tôi xem ở đằng sau cho quý vị các bạn xem. Bây giờ bật cái quạt lên ạ. Cái này chỉ có ấy thôi, cái này chỉ có chúng ta hàn và hút chân không và bơm lại ga thôi đấy, nó đơn giản thôi. Bởi vì cái này thì thùng ra này chủ yếu là bị chọt, chứ trong một năm, nói chung dùng cho tới 2 năm thì nó đã bị hỏng như thế này. Nguyên nhân của chủ nhà là ấy, chúng ta không cần cân cáp hoặc là chỉnh sửa cái gì đấy ạ. Chúng ta chỉ cần bơm ga vào đấy, hiện tượng của nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta thể lắp ráp lại. Đây là cái lốc của nó, gọi là mini, đơn giản. Để lắp cái này thì chúng ta như thế này, tôi bẻ ra đây. Đây tôi xin cái ống này ra nhé. Đây để lắp cái tủ này thì chúng ta phải đỡ lên. Nó có hai con vít ở đây, chúng ta lại vặn vào, chúng ta tiến hành vặn nhá, vặn cái này nhá, hơi thấp quá cho nên là
Rồi, nó trong là nó như vậy đấy các bạn ạ. Đấy, chúng ta vặn hai cái này vào rồi thì chúng ta phải vặn hai vít bên này lên. Đấy, không biết cái này nó bỏ ở đây này. Đây nha, cái này ở bên trong nhá. Rồi. Đấy, chúng ta dùng vít này này, vặn ngược lên. Hôm trước có cái chân của nó, bây giờ chúng ta phải vặn lên này. Đấy, nó rơi hơi khó bằng các bạn, nó bị trong trên ở bên trên. Đây là cái nắp trước của nó nhá. Đây chúng ta đây bỏ, đây bỏ như thế này, nó có hai mẫu đây nhá, chúng ta bỏ vào. Vậy các bạn bỏ vào như vậy và chúng ta lại thử. Ta cắm điện các bạn nhé, thử như thế nào nhé. Chúng ta thử cho chạy thì như thế nào, quan trọng là lạnh không. Đấy, bắt đầu nghe hơi mát rồi đấy, nghe ga chạy đều rồi. Để tí nữa chúng ta thể kiểm tra sau nhé, để cho điện chạy thì được. Đây các bạn, hai bên này là nóng này, nói chung hai bên này là nóng này, rất nóng này. Còn ở bên trong này mát này. Đấy, rất lạnh, tí nữa nó sẽ đông đỏ.
vậy là ok, như vậy là được. Cái này tôi bàn giao là thôi, như vậy của nó đơn giản. Cái loại tủ này, tủ học sinh này, sinh viên này đơn giản thôi, nó có vậy thôi. À, có một cái thêm mô tát và một cái dàn lạnh đây, và không có quạt nhá, nó chỉ có vậy thôi. Cho nó chạy, như vậy là hoàn thành được rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đón xem, nhấn like và subscribe nhé. Chào quý vị và các bạn.